Thế Tiên xin chào ông bà cô chú anh chị. Đây là hoa giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Hoa giấy này bông của nó rất là sai luôn cô chú anh chị. Bông lá, cái loại giấy này là nó vừa ra lá mà nó vừa ra hoa, cho nên là nhìn nó có cái lá nó xen vô nhìn nó rất là đẹp luôn. Bông giấy này nó có cái nhện của nó màu trắng nè, nhìn nó rất là nổi, vừa có lá mà vừa có hoa, cho nên nhìn cái bông nó rất là tươi. Cái này mới bắt đầu nở thôi, khi mà nó nở đều ra hết nó nhìn nó rất là đẹp. Những cái bông nào nó nở ra là nó có cái nhị màu trắng, còn chưa nở thì nó còn búp búp như gì nè, nó chưa có cái nhị, nó chưa nở ra là nó không có cái bông màu trắng. Như một cái bông như vậy là nó còn nở rất là nhiều luôn. Một bông như vậy mà nó chỉ mới có mấy cái nhụy nó nở ra thôi. Hoa giấy này nó cũng cho hoa nó cũng rất là bền nha cô chú anh chị. Hoa giấy này là nó bông nó nở thời gian nó rất là dài. Hoa này là nở ngay cái dịp Tết là nó gộ luôn á cô chú anh chị. Những cái cây mà nó búp búp như vậy nè. Những cây búp như vậy thì nó cho hoa là nó tới Tết qua Tết luôn. Còn những cái hoa mà nó đang nở như vậy thì nó cũng còn rất là lâu. Hoa giấy nó rất là bền, bông của nó rất là bền. Như cây hoa này là nó đang búp búp như gì là cho hoa ngay Tết luôn nha cô chú anh chị. Đây là hoa ngay Tết là gộ nè. Cái bông giấy này nó nở gộ lên là nhìn nó rất là đẹp. Cái này bông là nó mới có búp thôi. Những cái cây này nè nó rất là sai luôn nè cô chú anh chị.
Những cây này nó cái nụ nó từ ở trong cái thân cây là nó dài ra tới cái ngọn này là khoảng tầm đó, hả, hơn một gang luôn, hơn một gang tay luôn cô chú anh chị. Những cái cây bông là nó có nụ dài, nó ra được cái nhiều nụ, nó dài gì là nữa, khi mà nó nở ra là bao đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thích hoa giấy Mỹ thì alo nha cô chú anh chị. Cây đang có nụ rất là đều luôn. Nhìn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Bông màu tím, cái nhị hoa thì màu trắng, nhìn nó rất là đẹp luôn. Giấy này mình trồng một lần thôi là nó có hoa quanh năm luôn nha cô chú anh chị. Bông nó rất là to luôn nè cô chú anh chị, một đùm bông là nó to vậy nè. Cô chú anh chị mình thích qua giấy thì alo qua số điện thoại nha cô chú anh chị. Thủy Tiên có giao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Thủy Tiên xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau nha.